em thấy chị xinh với cả làm việc thì rất kết hợp ăn ý với cả Sơn Tùng ạ. Cách của Trang Moon với cả Sơn Tùng em thấy cũng ăn ý ạ. Trang Moon em thấy cũng khá là xinh. Về phần nhạc thì cũng chơi khá là được. Em thích Trang Moon vì cô ấy có ngoại hình bắt mắt. Cái thần thái chơi nhạc của cô ấy cũng khá là hay. Trang Moon xin kính chào quý vị và các bạn của Kem TV. Và hôm nay kính mời quý vị cùng theo chân Trang để biết được một ngày làm việc của mỗi tối của Trang được không? Khi mà làm trong môi trường âm thanh lớn thế này ấy, thì vì di chuyển đi lại rất nhiều cho nên mình sức khỏe dạo này cũng kém đi và nhiều khi là hay bị căng thẳng, các chứng thần kinh. Một tuần thì thường thường mình làm 3 buổi show và còn thời gian còn lại thì để dành cho việc tập nhạc, làm nhạc. Lúc đầu thì nhiều người nghĩ mình làm nghề xấu cơ, nhưng mà thực sự là những lúc đấy mình luôn nghĩ rằng là mình sẽ phải cố gắng hơn nữa để cho mọi người hiểu được công việc của mình sẽ làm và người ta sẽ phải nể phục mình. Và bây giờ thì mình không biết như nào, nhưng mình cảm thấy là những cái ánh mắt lúc trước dèm pha dị nghị thì bây giờ đã thay đổi rồi. Mình cũng thuyết phục được mẹ và gia đình là công việc của mình làm không hề xấu, mà bản chất là ở nơi đâu thì cũng có rất nhiều cám dỗ, chẳng qua là mình sẽ đứng trước cái cám dỗ đó, mình đối mặt với nó như thế nào. DJ nữ thì cũng tuổi nghề rất là ít thôi, cho nên là mình phải cố gắng nhiều hơn so với những DJ nam khác, bởi vì mình chỉ có thời gian ngắn để thể hiện mình. Đáng nhớ nhất đấy chính là lần đầu tiên đi show ở Vinh, và lúc đó thì mình còn quá nhỏ và cũng chưa đi xa mà mình như thế bao giờ, và mẹ đã phải đi theo. Lúc đó thì các xe rất là thấp và mình chính vì thế nên mình không dám chi tiêu quá nhiều. Lúc đó hai mẹ con rất là vất vả và mình sẽ tự nhủ rằng sẽ cố gắng hơn nữa để có thể trau dồi hơn về DJ và tăng cái sự thiện cảm của mọi người dành cho mình, để mình có cái mức cachet cao hơn và cũng để cho mình có thể trưởng thành hơn, để mẹ không phải đi theo, không phải vất vả vì mình nữa, và bây giờ mình đã làm được điều đấy. Thực ra thì sau khi tham gia cuộc thi thì cuộc sống của em bị nhiều người để ý hơn rất nhiều. Có nhiều người thì yêu quý, nhưng cũng có những người thì không thích mình. Cho dù kể cả mình có làm điều tốt đi chăng nữa thì nó thật sự là người ta đã không thích thì cũng sẽ là không thích. Cho nên là nói chung bị soi mói rất là nhiều. Mình cảm thấy không tự nhiên khi mình ra ngoài đường nữa. Tích cực thì mình có rất nhiều bạn fan hâm mộ và các bạn rất là dễ thương. Suốt ngày vẽ hình rồi nói chung là mình làm bất kỳ cái gì các bạn cũng lại dành cho mình những lời khen tặng mà có cánh. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và ngoài ra thì mình có cơ hội được tham gia nhiều show hơn lúc trước rất nhiều, và cũng có cơ hội được đứng trên sân khấu lớn và nhiều người yêu quý hơn, biết đến hơn và công nhận cái nghề mình đang làm hơn. Trong cái cuộc thi này thì là kết hợp với một ca sĩ hiện nay rất là hot là Sơn Tùng, thì khi làm việc chung với Sơn Tùng có cái này không? Mình rất là vui bởi vì cậu ấy là đằng sau sân khấu thì rất là hòa đồng, vui vẻ, và nhưng khi bước lên trên sân khấu thì cậu làm việc rất là chuyên nghiệp. Và bạn có thể chia sẻ là cái kế hoạch sắp tới của bạn sau khi tham gia cuộc thi này như thế nào không? Sau khi tham gia cuộc thi này chắc là mình cũng sẽ có những dự án về kinh doanh nhỏ mà mình đã vun vén từ năm ngoái rồi, và năm nay mình sẽ phát triển nó, cũng như là mình sẽ đi sâu từ cả trong nước lẫn ngoài nước. That's right. He will turn your world upside down. He will take you from the lowest valley to the highest peak. If your heart is beating, your blood is gonna be moving.
if it's cool. House music. House music. House music. Bây giờ cũng đã 12 rưỡi rồi và đã kết thúc một ngày làm việc rất là vất vả của mình. Nhưng mình cũng rất là hài lòng bởi tình cảm của tất cả mọi người dành cho mình ở những nơi mình đang làm việc. Và xin được chúc tất cả các bạn khán thính giả của Kang TV một đêm ngon giấc. Xin chào!